Chào tất cả anh em nha. Nay em đến cửa hàng em mới nhập giờ thì có mấy cày văn ma 1060. Thì địa chỉ cửa hàng này là ở quốc lộ 56 Hùng Vương, thị trấn Ai Dâu, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Thì đây là cửa hàng thứ hai nha anh em. Đó. Đây chuyên mua bán các loại xe cơ giới nè, ông nguy cơ Nguyễn Châu. Số điện thoại 0913948706. Đó. Đây xe rồ đồ nhiều lắm nha. Đây con này mới giờ luôn nha anh em. Xe đẹp xuất sắc luôn. Đây. Quay từng chi tiết, cho anh em mình xem nè. Con này nó chạy được 7.700 chứ, 797 giờ. Con này một cầu nha anh em. Văn ma 1060. Xe này là hàng nội địa Nhật nha. Hộp số đây, số này nó 3 số. 4 số với này số ve nè, rồi số tới là 123 thôi, còn nhanh chậm ở đây. Nhanh chậm nó tới 3 số nè. Số sới này nó cũng 3 số. Đây nha, số sới 3 số. Còn cần này là cần nâng hạ đuôi. Đây nâng hạ đuôi. Con này bánh vỏ còn mới tinh nha anh em. Đây. Gai còn rất là cao luôn nè. Để mà mở ra cho anh em coi máy bên trong nè. Đó. Máy móc còn mới tinh nha. Con này nó chạy 3 máy. Đó, dàn khung gầm nè. Còn khá là mới nha anh em. Nè. Một câu. Đuôi. Mã số đuôi là RS1303. Đây. Thấy không? Đuôi rồi còn mới tinh nha. Dao còn mập. Đó, dao còn rất là mập luôn nha anh em. Con nào cũng như con nấy nha anh em. Quá. Rồi, đuôi là văn ma RS1303. À, bánh vỏ là mới tinh. Nói trước vô sau là đẹp xuất sắc luôn nha. Rồi để nhà anh thợ test nổ nha, cũng như chạy test nhà nuôi nha, thử số xế đồ cho anh em mình coi nha. Lên 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 nổ đi. Đó dàn gầm nè. Không. Mới tinh. Con này nó xài động cơ 3T75 nha anh em. Đó, nè. Văn ma 3T75. Máy nổ là im rung. Hơi hắn là bao hơi bao khói luôn. Đây, bao hơi bao khói nha. Rồi chạy tới đi. Đập ga lên. Đập ga lên.
đập ga, đập ga. Nhắc nhắc số rồi, trả về N đi, vô số nhanh xíu. Số 1 á, đây là gặp phương pháp đó, ờ đúng rồi. Đó, bánh lái quẹo qua đây nè. Yeah, bánh lái quẹo. Rồi dê lại đi. Dê lại, dê lại. Bật ga lên. Lấy bánh thẳng lại đi. Bật ga mạnh lên. Máy nổ là im ru luôn nha anh em. Rồi thử xuống xới đi. Đây cho anh em coi những xới nè. Con này nó xới nó 3 số nha, 1, 2, 3. Những số 1 trước, nhanh như số chậm trước. Chậm phải không? Thôi, số chậm nha anh em. Hồi nãy là đi xuống nhanh đó. Rồi cắt vô xuống nhanh đi. Nâng lên. Rồi nâng A đuôi nè. Nâng xuống đây đó. Rồi nâng lên lại. Rồi. Đó. Em ru nha anh em. Rồi. Rồi cắt số đi. Để tới rồi em lái đi. Đập ga, đập ga, đập ga. Lớp. Con này rất là nhẹ luôn. Anh em mua về làm rẫy rồi thì ngon luôn nha. Con này lái không có trợ lực nha anh em, lái mà lái rất là nhẹ luôn. Đây đánh lái rồi. Lái tại chỗ rất là nhẹ luôn nha. Rồi nãy giờ thử, giờ mới ra cho anh em mình xem dần hơi nè, bao hơi bao khói. Rồi hơi là trong gieo luôn nha. Rồi nãy giờ cũng tầm gần 10 phút rồi nha anh em. Đó dần hơi là cực kỳ ngon luôn, hơi là trong giấc luôn đó.
Rồi. Tắt đi. Rồi đập ra đờ lại cái nữa. Đó. Rất là nhẹ nổ luôn nha anh em. Rồi. Xong rồi đó. Còn em nào mua con này thì liên hệ qua số điện thoại 0913948746 giúp em nha anh em. Để biết giá cả nha. Và bên em là có ship toàn quốc luôn nha anh em. Anh em nào muốn xem máy trực tiếp thì qua địa chỉ là 277 Hùng Vương, thị trấn Hải Dầu, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Nha anh em. Và anh em nào xem video thì nhớ cho em một like, một share và nhớ subscribe kênh em để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha.